Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 99 của phòng khám Thành Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong số các bệnh lý phụ khoa có một căn bệnh khá phổ biến thường gặp ở phụ nữ. Tuy đa phần là lành tính nhưng cũng để lại nhiều tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ nói riêng. Đó là căn bệnh u nang buồng trứng. Đồng hành cùng chương trình hôm nay có bác sĩ Nguyễn Duy Hải. Nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày để chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như dược sĩ Ngọc Quyên giới thiệu, trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, tôi sẽ trình bày với quý vị một cái căn bệnh rất là thường gặp ở phụ nữ, đó là căn bệnh u nang buồng trứng. Trước khi chúng ta vào nghiên cứu cái bệnh u nang buồng trứng là gì, thì mời các bạn xem cái trên hình ảnh mà các bạn đang thấy đây là cái tử cung của người phụ nữ và hai bên là hai cái buồng trứng. À, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái căn bệnh của hai cái buồng trứng này, thường xuất hiện những cái nang ta gọi đó là cái nang buồng trứng. Vậy thì à, trước khi mà vào cái phần trình bày tôi sẽ cái định nghĩa cái bệnh u nang buồng trứng là gì. Thì uh, kính thưa quý vị, u nang buồng trứng là một trong những cái bệnh lý phụ khoa thường gặp nhất ở phụ nữ và nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ bé gái cho đến cái tuổi mãn kinh, từ người bình thường cho đến những cái phụ nữ mang thai đều có thể bị cái u nang buồng trứng và cái tỷ lệ u buồng trứng này nó chiếm từ 5 đến 10% trong cộng đồng dân số nữ và nó chiếm khoảng 3,6% các cái bệnh lý phụ khoa ở phụ nữ và buồng trứng là một cái cơ quan nội tiết của người phụ nữ nó tạo ra trứng để gặp tinh trùng và thụ thai bất kỳ những cái tăng sinh nào ở cái buồng trứng nó sẽ tạo ra những cái u buồng trứng đó là những cái khối u ở hai bên này đây là cái cái buồng trứng hai bên cái tử cung nằm ở giữa nhiều cái nguyên cứu cho thấy đó thì tất cả mọi phụ nữ ít nhất là có một cái nang trong suốt cái cuộc đời của mình và hầu hết những cái nang này đều là cái na, nang lành tính không có nhất thiết phải có triệu chứng hoặc là cũng không nhất thiết phải uh, điều trị những cái nang này vậy thì uh, u nang buồng trứng là gì uh, u nang buồng trứng là một cái khối một cái túi nó chứa dịch hoặc là những cái chất rắn nó có cái dạng giống như là bã đậu vậy và nó phát triển bất thường mà ở bên một buồng trứng hoặc là có khi gặp cả hai buồng trứng, những cái khối u này nó có thể là các cái mô uh, hay là cái sự tích tụ dịch nó tạo thành cái nang và cái u nang buồng trứng này nó có phát thể phát triển từ từ uh, và nó uh, xuất phát từ cái mô của buồng trứng uh, hoặc là ở trong cái túi đó nó có những cái chứa chất dịch thì uh, những cái bệnh lý này nó chiếm khoảng 3,6% các cái bệnh uh, phụ khoa. Thì ở trên màn hình các bạn đây là cái một cái nang ở cái buồng trứng của phụ nữ. Các bạn thấy nó phình to ra ở bên trong này nó có thể là chứa dịch hoặc là nó chứa những cái chất đặc nó có cái dạng như là bã đậu vậy. Thì ở đây là gọi là cái những cái nang buồng trứng. Khi mà chúng ta đã định nghĩa được cái nang buồng trứng là gì rồi thì chúng ta qua phần thứ hai đó là phân loại cái u nang buồng trứng thì ở đây là cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức cho cộng đồng thôi, cho nên là chúng ta không có nghiên cứu sâu về từng cái loại u nang một, nhưng mà tôi chỉ giới thiệu để các bạn có những cái khái niệm, khái quát về những cái loại u nang buồng trứng dựa vào cái cấu tạo và cái tính chất của từng khối u, thì u nang buồng trứng nó được chia thành hai cái loại là u nang cơ năng và u nang thực thể, u nang cơ năng là những cái khối u nó được hình thành do nó rối loạn cái hoạt động nội tiết của buồng trứng. Và về mặt giải phẫu đó thì các cái tổ chức của buồng trứng nó không hề thay đổi gì cả. Và trong cái u nang cơ năng này thì nó lại chia làm nhiều loại nhỏ nữa là nang bọc noãn hoặc là nang hoàng thể và nang hoàng tuyến thì những cái đó tôi chỉ giới thiệu một cách khái quát để cho các bạn có những cái khái niệm thôi còn u thực thể u thực thể thì những cái khối u thực thể đó là nó có biến đổi thật sự về mặt tổ chức của buồng trứng và vì vậy cho nên là cái nguy cơ gây ung thư nó cũng có thể có ở cái dạng u thực thể này thì cái u thực thể thì nó có những cái loại sau thứ nhất là u nang nước rồi u nang bì uh, u nang nhầy và u nang do uh, lạc cái nội mạc tử cung thì uh, tôi sẽ trình bày hai cái loại uh, u nang mà quý vị cần phải uh, chú ý đó là cái u nang bì thì uh, quý vị thấy là những cái nang như thế này nè mà uh, người ta còn gọi là cái u quái đó các bạn nó chiếm khoảng 25% các cái u nang buồng trứng và thường thì nó là lành tính và nó cũng có thể gặp ở mọi lứa tuổi và những cái uh, um, nang bì này đó thì uh, nó có thể là những cái tế bào nó bất thường nó nằm ở trong cái um, cái cái nang này mà khi mà mổ ra nó chúng ta có thể thấy uh, những cái cái lớp có có thể thấy da ở như trong này, có thể thấy uh, xương hoặc là thậm chí là răng hoặc là tóc nữa nó phát triển ở như trong này nó gọi là cái u nang bì thì cái tế bào thượng bì nó có thể phát triển tế bào của răng thì nó phát triển thành răng tế bào tóc thì nó có thể nó phát sinh tóc ở đây cho nên là khi mà mình mổ ra mình thấy những cái tóc răng nó có thể nằm ở trong cái nang này thì gọi đây là u nang bì và có một cái loại nang nữa chúng ta cần theo dõi đó là nang do cái lạc cái nội mạc tử cung thì các bạn biết là cái cái niêm mạc của tử cung đó, nó chỉ có nằm ở trong cái, cái trong lòng tử cung thôi và khi mà tới uh, chu kỳ kinh nguyệt thì uh, nó dày cái lớp uh, niêm mạc đó lên và nếu mà trứng mà gặp tinh trùng thụ thai thì nó sẽ uh, phát triển và nó nuôi cái bào thai đó còn ngược lại nếu mà nó không gặp uh, tinh trùng cái trứng đó nó không có thụ thai được thì cái lớp niêm mạc đó nó nó bong chóc ra và nó đi ra ngoài thì gọi đó là là uh, kinh nguyệt vậy thì cái uh, cái niêm mạc đó cái tế bào niêm mạc đó thay thế vì nó nằm ở trong lòng tử cung thì nó lại uh, lạc qua bên ra cái các cái nang này và uh, nó khi mà nó gặp những cái cái uh, cái điều kiện nào đó mà nó phát triển mạnh lên thì nó rất là nguy hiểm bởi vì uh, nó là cái bản chất của nó là cái niêm mạc của Uh, nội mạc tử cung mà cho nên là nó có thể là nó uh, tới chu kỳ thì nó nó phồng to lên nó sưng lên và thậm chí là nó có thể chảy máu uh, đôi khi là chúng ta phải mổ cấp cứu và những cái trường hợp này thì uh, hay dễ gây đưa đến vô sinh cho nên là chúng ta chú ý hai cái uh, loại nang cần phải quan tâm đó là nang bì và uh, nang do lạc nội mạc tử cung uh, qua phần thứ ba chúng ta muốn trình bày đó là cái nguyên nhân nào gây ra cái u nang buồng trứng thì uh, quý vị đã biết là hiện nay thì chưa có thể nào mà chúng ta biết rõ được là cái nguyên nhân nào nó gây ra cái nang buồng trứng này nhưng mà người ta thường thấy nó có những cái yếu tố nguy cơ thứ nhất là do sảy thai thì những cái người phụ nữ mà đã từng bị sảy thai thì nó rất dễ bị cái u nang buồng trứng cái thứ hai nữa là do cái người phụ nữ mà lúc dậy thì đó nó có kinh nguyệt sớm thì những cái người mà có kinh nguyệt sớm cũng là cái tiền đề để dẫn tới những cái nang buồng trứng này. À, thứ ba nữa là do rối loạn cái nội tiết thì người ta ghi nhận rằng cái nội tiết tố của người phụ nữ nó có cái sự rối loạn thì nó cũng có thể dễ dàng là cái môi trường thuận lợi để nó gây ra những cái u nang này. À, thứ tư là do lạc nội mạc tử cung thì như tôi vừa nói hồi nãy những cái phụ nữ mà bị lạc cái nội mạc tử cung thì nó cũng dễ bị u nang buồng trứng mang thai thì ta nhận thấy là một vài cái khối u u nang buồng trứng mà trong cái thời kỳ mà người ta mang thai thì nó cũng có thể xuất hiện một vài cái nang à, xong cũng có khi là những cái u nang này nó xuất hiện cho đến hết thai, thai kỳ, cũng có những trường hợp nó xuất hiện một thời gian rồi nó tự mất đi. À, thứ ba, nữa thứ xin lỗi quý vị à, à, thứ sáu là à, cái à, cái yếu tố nguy cơ là do nhiễm trùng cái vùng à, chậu của phụ nữ thì các cái ổ nhiễm trùng này nó cũng là cái nguy cơ để nó lan tới các cái buồng trứng hai bên và nó dẫn tới cái nang. Thứ bảy nữa là do cái yếu tố gia đình thì người ta nhận thấy rằng những gia đình mà có chị gái, em gái hoặc là mẹ mà bị u nang buồng trứng thì cái người con đó cũng có khả năng dễ bị u nang buồng trứng hơn những cái phụ nữ khác. Qua phần thứ tư đó là các cái triệu chứng lâm sàng thì các bạn biết rằng u nang buồng trứng đa số là nó xuất hiện và nó diễn biến rất là âm thầm và thường là không có triệu chứng gì cả chỉ khi mà chúng ta đi khám phụ khoa hoặc là đi khám một cái bệnh lý nào đó mà tình cờ bác sĩ siêu âm kiểm tra thì mới phát hiện ra thôi còn khi mà nó đã phát hiện ra những cái triệu chứng ở bên ngoài thì thường là những cái khối u nó đã lớn rồi tôi xin liệt kê một số các cái triệu chứng lâm sàng để gợi ý thứ nhất là đau cái vùng chậu tức là cái vùng hạ vị cái vùng bụng dưới có khi đau ở vùng thắt lưng và đây là cái triệu chứng phổ biến nhất người bệnh thường gặp những cái cơn đau âm ỉ có khi đau ở bụng chằng bụng dưới đau ngang thắt lưng khi mà các cái khối u nó lớn rồi thì nó chèn ép các cái dây thần kinh nó có thể đau dọc hai cái vùng đằng sau xương chậu cái triệu chứng thứ hai là cái cảm giác khó chịu do cái khối u nó chèn ép các cái cơ quan lân cận nó có thể chèn ép vào bàng quang nó gây tiểu khó tiểu gắt hoặc là nó chèn ép vào trực tràng nó có thể gây cho chúng ta bị táo bón triệu chứng thứ ba nữa là có thể là khi mà quan hệ tình dục thì cái người phụ nữ rất là đau đau khi mà giao hợp nếu mà cảm thấy đau một bên so với bên kia nó nó không đau thì đây cũng là một cái triệu chứng gợi ý một số các cái trường hợp mà cái khối u nó lớn dần và nó nằm ngay gần cổ tử cung đó thì nó rất là đau khi mà quan hệ tình dục thậm chí là nó có thể là 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 không có quan hệ được cái thứ tư là cái quan hệ xin lỗi quý vị cái thứ tư là cái kinh nguyệt nó có thể bất thường cái rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới đó là một trong những cái dấu hiệu quan trọng đầu tiên để cho người phụ nữ đi khám bệnh và qua đó phát hiện được cái u nang buồng trứng các cái trường hợp u mà to nhanh quá nó có thể làm chướng bụng lên rồi nó làm cho người ta chán ăn mệt mỏi và đó là những cái dấu hiệu mà người bệnh đi đến bác sĩ để thăm khám và từ đó phát hiện ra là u nang buồng trứng chứ bản thân cái u nang buồng trứng trong cái giai đoạn đầu thì rất là khó phát hiện và hầu như là nó không có triệu chứng gì cả vậy thì cái nang buồng trứng này nó có các cái biến chứng gì hay không thì qua phần thứ năm này tôi xin trình bày một số các cái biến chứng do những cái nang buồng trứng này nó gây ra thông thường thì u nang buồng trứng là nó lành tính và nó có thể tự biến mất nó không gây hại gì cho sức khỏe và tính mạng của người bệnh cả tuy nhiên là trong một số trường hợp thì các cái u nang này nó có thể tiến triển chậm âm thầm nhưng mà nó kéo dài rất nhiều năm khi mà nó đã lớn lên thì nó có thể chèn ép các cái cơ quan nội tạng và nó gây ra các cái biến chứng ừ, rồi cái thứ hai nữa là cái cái nang mà mà nó dài xuống nó có một cái cuống nó tạo thành cái cuống như cái cuống của trái cây đó, các bạn ừ, thì nó có thể gây ra cái biến chứng là uh, nó nó bị xoắn lại và khi mà nó xoắn lại như vậy đó thì máu nó nuôi nó không còn uh, lưu thông tới nuôi bản thân cái khối u đó nữa và nó gây ra uh, cái hiện tượng đau dữ dội và có khi người, người bệnh cảm thấy chán váng ấn vào cái vùng hạ vị vào cái, cái, cái gần khối u thì rất là đau đớn và khi mà thăm khám ở âm đạo thì có thể thấy những cái khối u nó rất là căng to và đụng nhẹ vào là nó đã đau rồi những trường hợp đó thì chúng ta phải đi mổ cấp cứu cái thứ hai nữa là cái u đó nó có thể vỡ ra khi mà cái áp lực ở trong cái túi này nó 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 quá lớn nó quá căng thì nó có thể gây vỡ cái nang đó và cái lúc này thì người bệnh cũng cảm thấy là đau dữ dội đột ngột đau liên tục một số trường hợp thì cái nang nó vỡ ra các người bệnh có thể có các cái triệu chứng nhiễm khuẩn nhiễm độc và có những cái phản ứng ở phúc mạc phản ứng thành bụng thì những cái trường hợp này chúng ta phải nhập viện để cho chúng tôi thăm khám và phải phẫu thuật kịp thời. Cái biến chứng thứ ba là chèn ép các cái nội tạng như hồi nãy tôi vừa trình bày thì đây là một cái triệu chứng nó xuất hiện muộn rồi khi mà cái khối u lâu ngày nó lớn lên nó chèn ép vào các cái cơ quan ở chung quanh như là chèn ép vào trực tràng thì nó có thể gây táo bón chèn ép vào bàng quang nó có thể gây kích thích đi tiểu gắt tiểu buốt thậm chí là bí tiểu và nước tiểu nó sẽ ứ ngược lên và nó có thể làm giãn ứ nước ở thận bể thận rất là nguy hiểm, thậm chí đã có những trường hợp mà suy thận do nó bị ứ nước như vậy rồi nó lớn quá nó chèn ép vào cái hệ thống tĩnh mạch ở chi dưới nó vào vùng vùng chậu, nó có thể là phù hai chân lên rất là nặng nề thì đó là những cái biến chứng muộn. Còn về cái phương pháp điều trị cái u nang buồng trứng này thì đối với cái u nang cơ năng đó thì chúng ta không cần phải điều trị gì cả. À, thông thường thì cái khối u nó có thể biến mất sau vài cái chu kỳ kinh nguyệt thôi. À, người bệnh mà được theo dõi cẩn thận rồi chúng ta siêu âm sau khi mà, mà sạch kinh thì chúng ta siêu âm lại. À, như vậy thì à, người bệnh có thể kết hợp với dùng thuốc tránh thai một số trường hợp thì chúng tôi sẽ cho dùng thuốc tránh thai để kiểm soát cái uh, lượng uh, hormone cái nội tiết của người phụ nữ và nó uh, mau chóng uh, nó sẽ biến mất cái năng cơ năng này đi uh, vì vậy cho nên là cái mà đa số 80-85 phần là do cái u cơ năng cho nên là uh, quý vị cũng không có nên quá hoang mang lo lắng khi mà mình bị cái u nang cơ năng rồi còn đối với cái u thực thể đó thì chúng ta cần phải phát hiện sớm và điều trị kịp thời để tránh các cái biến chứng như tôi vừa trình bày ở trên và các cái phương pháp điều trị hiện nay thì có rất là nhiều thì tùy theo vào cái kích thước của cái khối u đó rồi cái nguyện vọng của người phụ nữ đó đã đủ con hay chưa hay là người ta còn muốn có con thì tùy theo cái nhu cầu của cái yêu cầu của người bệnh thì bác sĩ sẽ tư vấn những cái phương pháp phù hợp với từng bệnh nhân có thể là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u bóc tách khối u giữ lại buồng trứng và khi mà đủ con rồi và phụ nữ lớn tuổi rồi thì chúng tôi sẽ tư vấn để chúng ta cắt buồng trứng luôn để cho nó giải quyết triệt để chứ nếu mà chúng ta bóc tách thì nó vẫn có cái nguy cơ tái phát và Uh, như vậy thì uh, nhất là những cái trường hợp mà như là lạc nội mạc tử cung chẳng hạn thì nó tái phát như vậy thì rất là nguy hiểm uh, các cái uh, phương pháp phẫu thuật để mà cắt cái cái nang này thì uh, hiện nay đó là uh, cái phương pháp được uh, sử dụng rộng rãi nhất đó là cái uh, phương pháp nội soi thì đây là cái phương pháp được tin dùng và uh, nó ít gây đau đớn cái thời gian nằm viện cũng ngắn và cái thời gian phục hồi cho người bệnh rất là nhanh thì cái phương pháp này được khi mà cái cái buồng trứng nó cái u buồng trứng nó không có phải là u ác tính và cái kích thước của cái nang này nó nhỏ nó không quá lớn và nó không có dính vào đâu hết thì chúng tôi sẽ chỉ định cái phương pháp mổ nội soi thì quý vị biết rồi, mổ nội soi thì nó không phải phải um, rạch da ra quá quá nhiều, chúng cái cái dây chô ca nó chỉ như cái viết này thôi. Và khi mà rạch một cái vết nhỏ ra chúng ta đưa cái chô ca vào thì trên cái đầu cái chô ca đó nó có cái camera để mà nó hướng dẫn cho các phẫu thuật viên ở trên màn hình chúng ta theo đó chúng ta uh, xử trí rồi người ta có một cái chô ca nữa người ta bơm khí CO2 vô cho cái bụng nó phình ra nó có một cái không gian gọi là cái phẫu trường để cho người ta xử lý những cái uh, vết mổ ở bên trong thì uh, cái phương pháp rất là đơn giản và uh, cũng không tốn kém nhiều và đây là cái phương pháp tối ưu đối với những cái cái nang nó kích thước nó còn nhỏ à, Cái thứ hai nữa là à, Cái phẫu thuật phải mở ổ bụng ra thì với những cái khối u nang mà nó kích thước nó lớn và nó nghi ngờ ung thư nữa thì sẽ được chỉ định để thực hiện cắt bỏ thông qua cái phương pháp mà mổ mở ổ bụng ra thì sau khi mà phẫu thuật thì cái khối u đó sẽ được chúng tôi đem đi làm giải phẫu bệnh để mà xem có, có phải là những cái khối u ác tính hay không à, Tuy nhiên là cái phương pháp mà mổ hở bụng này đó thì người bệnh sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục và người bệnh sẽ phải được chỉ định nhập viện trước vài ngày để chúng tôi làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng để mà phục vụ cho cái cuộc phẫu thuật đó là những cái phương pháp điều trị mà tôi muốn giới thiệu với các bạn cuối cùng thì chúng ta có thể phòng ngừa được cái u nang cái buồng trứng này hay không thực tế thì không thể dự phòng cũng không thể phòng ngừa được cái khối u nang buồng trứng này. À, tuy nhiên là người ta thấy rằng à, khi mà mình sử dụng thuốc ngừa thai, mình cho con bú mà trên 6 tháng đó thì người ta cũng ghi nhận rằng những cái trường hợp đó à, nó giảm được cái nguy cơ ung thư buồng trứng, à, nang buồng trứng. À, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nữa là à, người ta khuyên các bạn nên khám phụ khoa định kỳ, việc mà theo dõi thăm khám sức khỏe định kỳ à, 6 tháng hoặc một năm một lần là cái biện pháp tốt nhất để phát hiện sớm những cái trường hợp mà u nang uh, u sơ tử cung và những cái bệnh lý phụ khoa khác từ đó chúng ta đưa ra những cái phương pháp điều trị sớm tích cực thì uh, nó sẽ hạn chế được những cái biến chứng và cũng tránh được những cái rủi ro do những cái bệnh lý uh, u nang u sơ hoặc là thậm chí là ung thư gây ra uh, thì uh, uh, đó là toàn bộ những cái nội dung mà tôi trình bày với quý vị. Đây là những cái kiến thức cơ bản, phổ thông để cho quý vị có một cái khái niệm tổng quát chứ không phải là những cái chuyên đề chuyên sâu. Chính vì vậy mà nó sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong quý vị thông cảm bỏ qua những cái thiếu sót đó cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh để cho nhiều người cùng biết để mà tránh được những cái rủi ro do những cái bệnh lý mà đem lại cho con người chúng ta. Xin kính chúc quý vị niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh u nang buồng trứng xin quý vị vui lòng like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để nhận được những video tiếp theo mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp để bảo vệ sức khỏe của con người cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi à, xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật vui tươi một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt